Chào anh em nhé, đây là mấy thằng ngáo đá nhá, Đập đá. mấy thằng ngáo đá chuyên đập đá. Mấy anh em hôm nay có thời gian rảnh lên núi Tam Đỉnh để ngáo đá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. À, trên đấy. Đây này, thợ đập này. Anh ơi. Ấy dù. Thấy đá bay lên cam lại nát. Chờ tiếp hả? Ừ, cứ nhặt vào đi. Đẹp hơn không? Kia là đại ca nhá. Khỏi ốm luôn. Đâu? Không có 35 mít. Đấy cái đà đấy. Anh cứ tưởng là giống mít là 35 mít à. Khu này không có 35 mít. Chỉ có 3 là đà thôi. Đây này anh cho hai. Nhìn nói kiểu xếp vào nhỉ. Cái trắng thì không có đâu. Nó đập nát hết rồi. Cái này để em. Chân nó tím thế cơ mà. Úi thôi. Em nghe anh ơi. Em đang Tam Đỉnh. Vâng. Em đi làm đá bên này. Quặng thôi không phải đá. Em đi đập đá. Em quên ấy. Vâng. Anh gọi em mới nhớ ra. Nhớ kịp cương. Chiều mấy giờ đi? Một thằng tải là đủ rồi. Bãi bằng này thằng bốc ra chưa chắc nó đủ nó chạy. Ngon không? Mời cả nhà cùng ăn bữa cơm trưa cùng gia đình nhá. Con này ngon phết đấy. Đứng cọ ngon này, với lại cái cây này này, không ăn được. Chứ bổ cái này hay mà. Cái này không có đâu, có thì lần dưới gốc may ra có cây. Thằng này quên rồi. Lúc đấy anh cũng đi rồi. Cười đi. Cười cứ bình thường đi. Tí nát điện thoại nữa. Ui. Nhả ra. Giờ được đâu bắn vào mặt anh. Hiện tại thì mình đang trong rừng rất ở rừng già nhé, ở trên đỉnh núi của Tam Đỉnh, Lào Cai. Và đây là những hòn đá nhá. Những hòn đá này rất là nhọn luôn. Nhọn mà rất là sắc luôn. Cái này mà ngã một cái thì khỏi nói rồi. Đây này, mọi người này. Đây này. Những hòn đá này. Đây. Đôi tay nắm lấy bàn tay, con tim ta đây một cái con đường, một con đường nhé. Cái đường này là chắc là thường người ta hay đi bẫy chuột, bẫy sóc các thứ hay là bắn sóc á, người ta hay đi một cái đường, nhưng mà đường rừng sâu nó như thế thôi mọi người ạ. Đến đây thì mình thấy mấy cây lan xuất hiện như là lan lọng ra mọi người. Đây 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 lan lọng, lan lọng thường hay mọc theo cây như này mọi người nha. Đây. Thì
Mình sẽ lên tiếp ở trên này xem còn gì nữa không nhá. Mình vừa từ dưới kia lên các bạn nhá. Và đến đây thì mình thấy một cây. Như cây này là lan xương cá mọi người ạ. Mình thường thấy mọi người bảo đây là lan xương cá này. Và rất là nhiều lan lọng luôn. Đa phần ở đây là toàn lan lọng là nhiều. Lan lọng gì cũng có luôn á. Giờ thì hiện tại là mình đang ở trên đỉnh. Đôi tay nắm lấy bàn tay. Con tim ta cũng chia sẻ. Trao nhau từng chiếc áo, sẽ chia nhau chẳng ai nhận. Bên nhau yêu thương đong đầy, nụ cười đong lại trên môi mỗi người. Ta trao nhau từng hơi ấm, xin cho nhau chẳng ai nhận. Ngoài này có mấy cái làm, không biết mấy cái làm gì mọi người. Xin cho con tim gần lại. Rất nhiều luôn, mình không biết làm gì luôn. À, có cả lan gì à? Mình quên mất rồi. Nếu hôm trước mình cũng được tên cái loại lan này nhưng mà mình quên mất rồi mọi người. Đây này. Và bên kia cũng có này. Và đây kia nó có hẳn một cái cây thì trên dưới luôn mọi người. Đây có một gốc trên này. Thì chỗ đá thì có một tảng đá luôn. Một tảng nó nằm ở trên đầu ngọn nó hết. Trên đỉnh hòn đá này rất là nhiều luôn nha mọi người nha. Bên nhau yêu thương đong đầy, nụ cười đong lại trên môi mỗi người. Ta trao nhau từng hơi ấm, xin trao nhau thêm mặt nồng. Xin cho có tim gần lại, xin cho nhau tình yêu mời anh đâu vậy đấy mấy anh? Mày đi đào đá về hả? Ủa đâu? Súng đập đá nào bây giờ phê đá hết rồi. Anh ơi, anh phê đá không anh? Mời cả nhà ăn khế nhá. Mấy anh em hiện đập đá xong rồi thì toàn thằng phê đá rồi. Đáo đá rồi. Mùa xuân lên vùng cao như là hoa phói tiên giữa rừng hoa đào thắm, em như ngàn đóa hoa cho lòng anh đắm say. Đây là thôi phê đá. Em là dòng suối mát cho rừng thắm ngàn xanh. Em là nhành trắng, em mang mùa xuân đến cho sắc hương bàn. Lên vùng cao, phiên chợ đông vui quá. Em gái mông đôi má ửng hồng, vui mùa xuân xuống chợ. Lúng liếng, đôi mắt em trao tình. Cho anh say, say sắc hương mùa xuân, vùng cao. Thế xanh mà quay video với cái bà khác.
Mùa xuân lên vùng cao như là phò khói tiên, giữa rừng hoa đào thắm em như ngàn đóa hoa cho lòng anh đắm say. Em là dòng xuôi mát cho rừng thắm ngàn xanh. Em là nhành bao trắng, em mang mùa xuân đến cho sắc hương bạn ơi.